Thưa quý vị, trước đây tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến cuối thuộc các chuyên khoa như ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương đã gây nhiều khó khăn bức xúc cho người bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Trước thực trạng này thì trong những năm qua, giảm quá tải bệnh viện là một trong những ưu tiên của ngành y tế và trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Và một trong những giải pháp được đặc biệt chú trọng đó chính là phát triển y tế tuyến cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn của các y bác sĩ, đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc kỹ thuật hiện đại cho các bệnh viện tuyến dưới. Và nhiều đề án, dự án phát triển y tế tuyến cơ sở đã được triển khai thực hiện, mang lại những hiệu quả lớn. Những năm gần đây thì tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm mạnh, đặc biệt tại một số địa phương con số này chỉ còn dưới 1%. Vậy cụ thể, y tế cơ sở những năm qua đã phát triển như thế nào? Các bệnh viện tuyến dưới đã thực hiện những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân? Đây là nội dung mà chúng tôi đề cập trong câu chuyện buổi sáng hôm nay và mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Hai năm nay, cứ thứ năm, thứ sáu hàng tuần, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam lại có buổi khám tư vấn điều trị trực tiếp cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tuyên truyền cho bệnh nhân và giải thích chỗ nhất đủ, nhưng mà nó khác cái gì? Nâng cao các cái trung tâm điều trị tại các tuyến, nhất là các tuyến tỉnh, thì tôi nghĩ rằng là người bệnh được thừa hưởng những cái đấy, đảm bảo được những cái gì mà có thể là giúp cho người bệnh là đảm bảo được cái thời gian để người ta có thể điều trị tốt nhất và nhanh nhất. Chứ còn nếu như chúng ta mất thời gian đi lại rồi mất cái khác thì tôi nghĩ là cũng không nên, mà nếu như được chúng này thì chúng ta thấy rằng là người bệnh được thừa hưởng tất cả những cái mà kinh nghiệm rồi những cái mà điều trị tốt nhất. Mà cả tuyến trung ương cũng như đây đâu, bởi bây giờ các tuyến bệnh viện là cũng đầy đủ trang thiết bị rồi. Cái này là có nhìn thấy hiệu quả rất rõ rệt. Thứ nhất là người bệnh là không phải đi lên tuyến trên nữa, sẽ giảm được cái chi phí cho người bệnh. Mà ở bệnh viện tỉnh vẫn được khám các giáo sư đầu ngành, chuyên gia đầu ngành như là dưới trung ương. Thứ hai là các bác sĩ ở bệnh viện là được học hỏi, được các thầy được cầm tay chỉ việc trực tiếp đấy, chứ không phải đi xuống dưới học nữa, mà ở trên này được, mà lại được các thầy là ở lên trên này thì các thầy thì mới bảo được hết. Chứ xuống dưới kia đông quá không ấy, như trên này lại được bảo hết, những các tay nghề của bác sĩ là nâng lên cao rất rõ rệt. Không chỉ giúp người bệnh không phải đến các bệnh viện tuyến cuối để thăm khám, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, hoạt động này còn giúp các bác sĩ tại bệnh viện tuyến cơ sở thường xuyên được học hỏi kinh nghiệm cũng như kiến thức trong điều trị đột quỵ từ các giáo sư đầu ngành. Tôi cảm thấy sung sướng quá, bớt cái thời gian phải đi Hà Nội và ra, giáo sư cứ lên hàng tuần hàng tháng ở trên này thì tôi cứ theo giáo sư trực tiếp với các chuyên gia đồng ngành ngay tại cơ sở làm việc của chúng tôi. Nhờ đó mà tất cả các bác sĩ ở tại bệnh viện của chúng tôi đều được học các thầy. Cái thứ hai nữa là cũng việc học tại chỗ với các chuyên gia đồng ngành tại bệnh viện của chúng tôi thì nó sẽ giúp chúng tôi chủ động trong cái việc sắp xếp công việc cũng như là việc trực tiếp điều trị, vì đó là những bệnh nhân mà chúng tôi hàng ngày điều trị, thì chúng tôi trực tiếp điều trị nó sẽ đem lại những cái mặt tích cực và kích thích cho chúng tôi cái việc tìm hiểu, tìm tòi và sẽ giúp cho cái việc học tập cũng như thực hành được tích cực hơn. Nhờ đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, thường xuyên được các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành cầm tay chỉ việc, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị. Trong thời gian qua, trung tâm đột quỵ của bệnh viện này đã cứu sống được nhiều ca bệnh nặng, hy hữu, kéo dài thời gian vàng điều trị người bị đột quỵ não đến 24 giờ kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên, tăng hơn 18 giờ so với các phương pháp điều trị thông thường. Khi đã có cái rapid được rồi thì thời gian kéo dài hơn. Đến khi mà họ biết được đấy là đột quỵ rồi thì nếu như họ vào vẫn trong khung giờ là trong vòng 24 tiếng thì vẫn có cơ hội để chúng tôi có thể cứu được người bệnh. Đấy là một cái rất là ưu việt. Và thứ hai nữa, có những cái trong lâm sàng này các bạn biết là có rất nhiều cái khó chẩn đoán. Có thể máy móc cũng khá tốt, nhưng khi chụp lên thì không thấy gì, không thấy rõ ràng. Nhưng khi nó đưa vào phần mềm này thì nó chi li chi tiết từ cái tổn thương nhỏ nhất là chúng ta đều có thể nhìn thấy được. Và dựa vào đấy thì bác sĩ, mặc dù trước đây có thể là phân vân, nhưng bây giờ nó rất là rõ ràng rồi, ta có thể đưa ra quyết định một cách chính xác. Không chỉ trong điều trị đột quỵ, trí tuệ nhân tạo còn được ứng dụng trong điều trị cho bệnh nhân ung thư. Không chỉ thu hút người bệnh trong tỉnh, trung tâm ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ còn thu hút nhiều bệnh nhân từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là vùng miền núi Trung Du phía Bắc. Bước đầu thì tâm lý của người dân cũng đã tin tưởng bệnh viện cơ sở, đặc biệt là trung tâm ung bướu Phú Thọ. Thì qua các cái kết quả điều trị, chẩn đoán thì nó cũng tương đương với lại
bệnh viện tuyến trung ương, cho nên là cũng người dân cũng tin tưởng. Hiện nay thì về trí tuệ nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai robot Maxio trong hỗ trợ định vị và sinh thiết khối u, triển khai phần mềm IBM Watson Oncology trong hỗ trợ điều trị ung thư, triển khai phần mềm Rapid trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh đột quỵ. Thế ngoài ra hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với Viện Big Data của tập đoàn Vingroup xây dựng và triển khai cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế. Và theo cái đề án ứng dụng công nghệ thông tin của ngành y tế Phú Thọ ấy, thì đến năm 2025 thì 100% các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh, huyện của tỉnh sẽ thực hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ công tác khám bệnh và điều trị. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khám chữa bệnh từ xa là chủ trương được Bộ Y tế chú trọng phát triển. Tại đơn vị phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, các bác sĩ đã thực hiện được nhiều ca phẫu thuật khó nhờ có sự hội chẩn, hỗ trợ từ xa của các bệnh viện tuyến cuối. Nhiều ca bệnh trước đây phải bắt buộc chuyển tuyến thì nay đã được thực hiện thành công tại bệnh viện. 2017 bắt đầu chúng tôi triển khai phẫu thuật tim và đến năm nay là 4 năm thì số ca mà phải chuyển tuyến cũng không quá nhiều. Thế nhưng mà đó là những cái ca nặng, những ca đặc biệt và những ca mà dự kiến phẫu thuật khó. Thì trong tổng số những ca phẫu thuật thì số ca phải chuyển tuyến nó vào khoảng 5% trên tổng số ca phẫu thuật. Tuy nhiên là 5% đó cũng là những con số nhiều. Và từ khi triển khai cái chương trình khám chữa bệnh từ xa thì chúng tôi chưa phải chuyển những cái trường hợp như vậy. Và trong giai đoạn đó thì chúng tôi đã có 6 trường hợp phẫu thuật thành công mà không phải chuyển tuyến. Đáng lẽ ra là đã phải chuyển tuyến đi tuyến trung ương. Để hạn chế tình trạng chuyển viện, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao thái độ giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế toàn bệnh viện, theo hướng lấy bệnh nhân làm trung tâm. Cũng bởi thế, nhiều năm nay, tiêu chí này đã được đưa vào là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng của các khoa phòng. Tuy nhiên, không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh này cũng đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau nhằm phát triển đồng bộ hệ thống y tế cơ sở. Cũng nhờ đó, tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm mạnh, nay chỉ còn dưới 1%. Hiện nay thì triển khai đồng bộ rất là nhiều cái công việc. Một là tham gia về đề án 1816, thứ hai là tham gia vào đề án bệnh viện vệ tinh. Ví dụ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh là vệ tinh của 8 cái bệnh viện trung ương. Đồng thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì cũng là bệnh viện hạt nhân để cho các bệnh viện vệ tinh khác trong tỉnh được thụ hưởng. Thế và đồng thời là thực hiện mời các cái chuyên gia, các cái thầy tuyến trên về trực tiếp bồi dưỡng cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở. Thế và cử cán bộ từ cơ sở đi về trung ương học hoặc là ra nước ngoài học. Thì chúng tôi đánh giá cái hiệu quả của những cái việc này là rất là tốt. Cụ thể là các cái kỹ thuật chuyên môn của các cái đơn vị đều được nâng lên, năng lực trình độ thực hiện các cái thủ thuật mà mặt chung là rất là tốt. Nếu như trước đây nhiều người dân cho rằng cứ bệnh nặng là phải chuyển về các bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến cuối mới điều trị được, thì nay nhờ những nỗ lực trên, người bệnh đang được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả điều trị tốt ngay tại địa phương.